Bang bang bang. Bang bang. Bang bang. Hôm nay là mùng 2 Tết Canh Tí. À, năm con chuột 2020. À, chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. À, đang quay nhà cho bà nội, nhà nội rất là thân thiện với môi trường. Rồi, ai dạy quay phim đâu, vô bà quay cho nè. Nhiều lên. Ê, mâm ngũ quả của bà nội nè đó. Nhiều quá. Cầu vừa dư xài. À, mai lúa về, mai có lúa, à đẹp chưa. Đây là bạn bơ thúi mới ị một bãi luôn, mới sáng sớm mà cho ba mấy bãi vàng luôn nè. Đâu à, Duyên đó, Duyên qua đây nè mẹ, làm Duyên qua bên cái mai cho đẹp. Còn đây là anh hai quậy tuổi đang bắn súng, đâu anh hai bắn ra cổ coi coi. Còn đây là một con lợn, đây là con lợn còn sót lại ở năm Kỷ Hợi. Đâu đâu, làm Duyên, làm Duyên, làm Duyên. À, hai con đẹp chưa, Duyên đâu? Bà này già rồi, làm Duyên. Làm Duyên với con theo ông. Ơi ơi. Đây, còn tôi là Tí Mập đang quay đây. Còn sót lại một khi một con heo nữa. Yeah. Còn đây là bà Út. Đi bà chúc mừng năm mới.